Chào cả nhà, chào tất cả các ông bà, cô chú, anh chị cùng tất cả các bạn đã trở lại kênh YouTube Kavlog nha. Thì cả nhà ơi, hôm trước đó thì mình cũng đã đến đây gọi ông không thân ra rồi, đưa ông đến với ông ta. Nhưng mà mình lại nhớ sực lại là còn bé Đạt đó nha. Thì mình cũng, lúc mà mình có điểm vô bé Đạt đó, thì có cái câu chú mình gọi tên bé Đạt, làm thì cũng bé Đạt sẽ lại. Nhưng mà mấy lần trước nó thật ra thì mình kêu thì cũng kêu, nhưng mà thì mình để tùy thôi, bé muốn đến không đến thì thôi đó. Thì lần này mình sẽ cố gắng mình gọi bé Đạt lại có được hay không nha cả nhà. Thì mình cũng không biết là ổng rài bé Đạt đi đâu, nhiều khi bé Đạt sợ cái gì đó. Mình thấy ở đây có một cái bông linh ở đây nè, nhưng mà mấy ngày nay thì mình không thấy nữa. Thấy một cái bông linh ở đây, có lẽ là bé sợ bé đi chỗ khác rồi. Và mình cũng không biết là bé có trở về cái chỗ cũ của bé hay không nữa. Thì hổng rài bận mấy công chuyện ở nhà, mình chưa có trở lại đó được cái nhà. Mình không biết là bé có lại chỗ cũ hay không. Nếu như hôm nay mình kêu không được thì mình sẽ trở lại cái chỗ cũ của bé để mình kêu, mình kiếm bé ra được hay không đó. Bây giờ cái nhà mình ra ngoài làm nghi thức ha. Cái đồ này kia mình cũng đã bài xong rồi, mình chỉ cần gót đồ nước với lại nước nóng đó là rồi. Để cái nhà gió quá ta, mấy ngày nay là như muốn mưa hay vậy. Gió nước nguội nước rồi. Gió nhà không chịu nổi rồi nè, tắt luôn. Hôm nay tôi đến đây ngay chỗ cũ, lúc mà tôi làm cho bé một cái chân thì tôi không biết là bé còn ở đây không. Thì tôi sẽ đọc cái câu chú này, hy vọng là bé sẽ trở lại đây. Tôi muốn đưa bé vô trong chùa để cho bé có thể là tu niệm được, hy vọng là bé sẽ nghe được cái tiếng gọi của tôi.
đó vậy người ta. Gió quá gió. Ôi mừng quá. Lâu rồi bé đi đâu? Sao mấy lần trước tôi đến đây gọi bé không ra? Đó chắc cũng là một con linh thôi. Chắc có lẽ anh ta đi nghe.
Thì trước giờ là ở đâu? Trước là về ngay chỗ cũ hả? Ở trong cái thân cây đó nữa. Thì bây giờ hôm nay tôi cũng gọi được bé ra thì tôi cũng mừng quá. Tôi cứ sợ là bé bị những cái linh hồn khác bắt đi rồi, hoặc là gặp những cái thầy pháp nào đó bắt đi rồi. Tôi cũng sợ. Cho nên thì hôm nay tôi đang tôi gọi cho được bằng được bé. Thì cũng may mắn là bé nghe được. Thì bé lại nghe ra cái chỗ mà chỗ cũ của bé ở đó. Bé chờ tôi hả? Ồ xin lỗi. Tại vì tôi cũng bận nhiều chuyện, tôi cũng đi nhiều chỗ lắm. Vì lúc trước thấy vong bé không có tin tôi nên thì tôi cũng giúp cho được vậy thôi, rồi tôi để bé tự nhiên, tôi không có muốn bắt bé hay làm gì hết đó. Cho nên thì bé trẻ gì đó là tôi không hay. Nói như thế này, hôm nay tôi gọi bé ra đây cũng có một cái điều này, cũng nói với bé như thế này. Thì tôi muốn đưa bé vô trong chùa, nhưng mà tôi muốn nghe được nguyện vọng của bé là bé muốn ở chùa nào, ở đâu thì tôi sẽ đưa đến đó, chứ tôi không có bắt bé là phải theo tôi. Bé muốn đến chùa nào hoặc là ở chỗ nào thì tôi sẽ đưa bé ngay chỗ đó. Tôi biết vong biết chùa ở đâu hết, nhưng có cái là vô không được thôi đó. Muốn vô tu cũng vô không được thôi, tại vì có chư thiên chư thần ở đó ta giữ cửa, hay diệu pháp ta giữ cửa là mấy vong linh không có vô được. Thì bây giờ muốn vô đâu, vô ngôi chùa nào thì cứ nói cho tôi biết. Người ta đi qua không có gì hết, bé cứ hiện ra đi. Đó là những người ta làm đi xịt đi làm gì đó. Bé cứ hiện ra đây thì tôi hỏi ý bé gì đó. Thì hiện tại giờ tôi có cái cách này, tôi không có dùng hồ lô để mà dẫn bé đi như lần trước, nhưng mà tôi có một cái cách này. Thì bé nghe lời tôi, bé theo tôi thì tôi đến chui thẳng vô trong chùa luôn, rồi tôi sẽ cầu nguyện, tôi xin cho bé được ở trong đó. Nhưng mà có một cái là bé phải theo tôi như thế này. Còn duy nhất một nén hương luôn. Thì ở đây tôi có một cái nén hương như thế này đây. Thì khi tôi đọc cái câu chú rồi, tôi sẽ giơ cái tay này ra cho bé. Nếu như bé đã có quyết định đi vào cái ngôi chùa nào rồi đó thì bé cứ việc nói cho tôi, cứ thông tâm nói cho tôi hết, rồi tôi sẽ đưa bé đến đó. Thì trong khi bé thông tâm với tôi sẽ không nói ra miệng để cho những con linh khác họ không có nghe, với lại những vụ quỷ dữ này kia đó nó dần dần ở đây nó có nghe được đó. Thì nó cũng không biết là vong linh muốn đi đâu. Bé cứ cứ nói đi. Rồi.
Giờ bé cái vô đây ha. Cứ vô đây không sợ. Rồi. Cứ ở đây ha, ngày mai sẽ đưa vô trong chùa ha. Rồi sẽ khi mà nén nhang này đốt tàn hết là bé sẽ được ở đó luôn ha. Bây giờ ở yên trong cái ba lô luôn đi cho chắc ăn. Cái vong linh này mình nghĩ chắc là một cái vong linh cũng như là họ đi ngang qua thôi thì sao á. Nhiều khi cái bé Đạt nó thấy bé sợ bé đi chỗ khác. Thì cả nhà ơi, thì sau khi sáng ngày mai thì tầm khoảng nó nghe thì mình ngủ tới chắc nào thì mình thức chắc nấy thì mình đi cả nhà. Thì mình sẽ vào trong chùa, cái ngôi chùa mà bé đã chỉ định đó, thì mình sẽ vô đó, thì mình sẽ khóc cái ba nén hương lên rồi mình khấn này kia xong xuôi, phải không? Mình xin được rồi thì mình sẽ đốt tàn cái nén nhang này của bé, thì bé sẽ ở trong đó. Thì nói ngay thì mình cũng muốn cho bé được nghe tiếng niệm Phật để mà mau siêu thoát, nhưng mà đây là một đứa bé thôi. Mình cũng không biết bé có thể nhất tâm được hay không, cho nên mình gửi vô chùa. Nó còn bé nào mình nhận những cái vong linh lớn đó nha, những vong linh mà cần phải, những vong linh mà nhiều nghiệp quá rồi ấy, thì mình sẽ cố gắng mình cho họ nghe họ niệm. Thì ở đây thì mọi giúp một cái vong linh mà được cũng như là nhất niệm thì nó rất là khó nha, không phải là đơn giản. Ví dụ như bây giờ cái mình đang rắc rối nhất là cái vong linh ở trong cái khu vườn xoài ấy, thì mình sẽ đến đó cố gắng giải thích cho ông ấy biết, để ông ấy hiểu được lý do tại sao mà mấy ngày nay mình đến đó mình luôn nhỏ nhẹ với ông, và cũng muốn là chiều cho ông được cái này được cái kia. Ví dụ như muốn cúng thì cúng, muốn dẫn ông chú lại là mình cũng sẽ dẫn ông chú lại. Thì tất cả cái đó là gọi là săn, có nghĩa là nóng giận, thì mình cũng không muốn là để cái vong linh đó phải chịu một cái cảnh như vậy nữa. Mình sẽ giải thích tại sao mà lại như vậy, lý do tại sao mình lại là một cái vong linh mà mình không được siêu thoát. Thôi cả nhà, mình xin kết thúc video nha cả nhà. Hẹn cả nhà một clip tiếp theo nha. Bye bye nha cả nhà.